Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ni trưởng viện chủ chùa Pháp Lạc, kính bạch quý ni sư, kính thưa quý Phật tử thân mến. Buổi sáng hôm nay ngày mùng 8 tháng 7 năm Quý Mão, theo thông lệ quý Phật tử trở về nơi đạo tràng tham dự khóa tu một ngày an lạc. Lời nói đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ kính chúc khánh tuế ni trưởng cùng quý ni sư sau mùa an cư được tăng thêm hạ lạp. Kính nguyện hồng ân tam bảo hàng gia hộ, quý ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, hiện thân là bóng tùng cao cả để che chở cho chúng con và chúng sinh trên con đường tìm về bến giác. Thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời kính chúc vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý Phật tử thân mến, chắc hẳn giữa đời thường quý Phật tử còn phải đối duyên, còn phải xúc cảm, hằng ngày còn lo cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền, cho nên gặp rất nhiều chướng ngại trên con đường tu tập, có đúng vậy không quý vị? Do đó mà có câu nói rằng đường tu nhiều gian khổ, ma chướng trải hàng xa, nghịch thuận duyên khảo đảo, thương ghét nợ quan gia, thương ghét nợ quan gia. Trên đường đời cũng như đường đạo, con đường nào chúng ta đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng trơn tru, mà có khi gặp rất nhiều chướng ngại. Chúng ta hãy nỗ lực phấn đấu, bởi lẽ đường tuy khó, không phải khó là vì ngăn sông, là vì ngăn sông, là vì cách núi, mà khó là vì lòng người ngại núi e sông. Nếu quý vị chẳng quản ngại, dù biết rằng có khó khăn cách mấy, quý vị cũng nỗ lực phấn đấu để vượt qua những chướng ngại, thực hiện theo lời Phật dạy, sống tốt đời đẹp đạo, để gieo tạo nhân lành, nương nơi nhân hạnh đó mà giúp cho quý vị sống đời an vui hạnh phúc, ngày xả bỏ báo thân này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hôm nay đến với đạo tràng khóa tu một ngày an lạc tại chùa Pháp Lạc, con xin mạn phép mượn đề tài vượt qua ba chướng làm món quà Phật pháp, kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Ba chướng ngại mà con trích dẫn hôm nay không phải giống như chúng ta thường nói phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng, mà ba chướng ngại con trình bày để giúp cho quý vị vượt qua ba chướng đó, được trích dẫn trong lời khai thị của ngài Thiên Như Duy Tắc Thiền Sư. Ngài là một vị chuyên tu thiền nhưng đã quy hướng về tịnh độ. Ngài bảo rằng sở dĩ phàm phu chúng sanh trôi lăn trong kiếp luân hồi, cứ mãi vào sanh ra tử, phiền não khổ đau miên viễn, là bởi vì chúng ta không vượt qua được ba chướng ngại sau đây. Chướng ngại thứ nhất về mặt bản thân, do sự chấp ngã quá nặng nề, chấp vào cái tôi, cái ta, chấp thân này là tôi, là ta. Vì sự chấp mắc đó mà chúng ta gặp rất nhiều phiền não khổ đau, làm chướng ngại cho sự tu tập, làm chướng ngại cho con đường Bồ Đề Niết Bàn. Để vượt qua sự chướng ngại thứ nhất này, quý Phật tử phải dùng trí để quán. Quán cái gì vậy? Quán tất cả các pháp duyên sinh vô ngã. Thân của chúng ta đây cũng là do nhân duyên đất nước gió lửa cấu tạo hòa hợp mà hình thành. Không có cái gì gọi là độc lập trường tồn vĩnh cửu, không có cái gì gọi là tôi, gọi là ta, mà chỉ là do duyên sinh, cho nên nó không có thực ngã. Vì vậy quý Phật tử xét lại coi, trên cái thân này cái gì là tôi, cái gì là ta vậy? Ta nói rằng thân của tôi, thân của ta, nhưng kính thưa quý vị,
Thân này là do đất nước gió lửa cấu tạo hòa hợp lại mà hình thành. Trong thân của ta đây, những chất cứng rắn nó thuộc về địa đại, thí dụ da, thịt, gân, xương, lông, móng, cái này gọi là thuộc về địa đại. Những chất lỏng như là máu, tinh dịch, mồ hôi, nước tiểu, những cái này nó thuộc về phần hủy đại. Hơi thở, hơi thở ra vào của chúng ta, sự co duỗi động tịnh, đó thuộc về phần phong đại. Nhiệt độ hơi ấm trong người của chúng ta thuộc về phần hỏa đại. Khi chúng ta quan sát để chia chẻ tìm một cái tôi, cái ta, một cái tự ngã, nó không thật, mà chỉ do sự cấu tạo hòa hợp hình thành của các duyên, cho nên nó giả quyển lắm quý vị. Khi quý vị quán thấy thân tứ đại duyên sinh giả hợp, luật vô thường công lệ xưa nay, nương huyễn thân ta sống tạm cõi trần ai, nhân duyên mãn thân tứ đại phải trả về tứ đại. Có đúng vậy không quý vị? Nếu đúng thật như vậy thì chúng ta đừng chấp mắt vào thân này, mà hãy xem nó như là một phương tiện, như là một cỗ xe vận chuyển đưa chúng ta đi. Mượn cái cỗ xe để vận chuyển đưa ta đi đây đi đó cũng vậy. Ta nương vào cái thân này làm phương tiện để hằng ngày chúng ta làm nên những điều giá trị cho cuộc đời này. Thân của chúng ta hiện hữu ở nơi nào, chúng ta biết rõ sự huyễn giả vô thường vô ngã của nó, sự mong manh tạm bợ phù hư huyễn giả đó, không bền chắc, không thực thể, không bám víu chấp trước vào đó, mà mượn nó giống như mượn một chiếc xe để vận chuyển đưa chúng ta đi vậy đó. Quý Phật tử không chấp trước vào thân, mà hằng ngày mượn nó để tu, để thực hành theo lời Phật dạy, để làm nên những điều giá trị lợi ích cho cuộc đời này. Vì trăm năm trong cõi người ta, giật mình ngó lại như là chim bao, chung quy kẻ trước người sau, tấm thân huyễn giả có nào bền lâu, hoặc là một nắm mồ khâu chôn vùi ba tấc còn đâu vóc hình, hay là ngọn lửa vô tình đốt thiêu cháy rụi thân hình tro than. Cuộc đời có hợp có tan, nhất tâm niệm Phật liên bang trở về được không quý vị? Khi chúng ta đã mượn cái thân giả để tu đạo, đừng bám víu chấp vào thân. Hàng ngày chúng ta lo cho nó ăn ngon, mặc đẹp, đáp ứng cho nó những nhu cầu cần thiết. Kính thưa quý vị, dù cho chúng ta có lo để giữ gìn nó, hàng ngày cho nó ăn ngon, mặc thì cho nó mặc đẹp, cái chỗ mát, chỗ ấm, chỗ êm, thì chúng ta lo cho nó đủ thứ. Nhưng quý vị ơi, ta có biết chăng, nó là một loại hàng dễ bể, đồ dễ vỡ, đụng cái là nó bể, nó vỡ rồi. Cho nên nói cái thân như tấc bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Bao nhiêu phàm nhân ở giữa thế gian, vì không thấy được cái sự huyễn giả vô ngã vô thường của cái thân tứ đại này, do đó bám víu chấp trước vì nó, vì sự hưởng thụ đầy đủ dục lạc cho cái thân này, mà chúng ta bất chấp thủ đoạn dấn thân vào con đường tội lỗi tạo ác nghiệp. Có biết bao nhiêu người khi tỉnh mộng lúc tàn canh, giật mình thì mình lại thương mình xót xa, khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đồng vậy đó quý vị. Mới ngày nào mắt còn xanh, mày còn thắm, nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân và buổi sớm, mà giờ đây tóc bạc răng long, lưng còng gối mỏi, đến tuổi về già quý vị có thấy trên cái thân này, ôi bao nhiêu bệnh tật phát hiện lên, đau đớn khổ sở biết dường nào. Vậy thì quý Phật tử hãy mượn cái giả đổi cái thật được không quý vị? Mượn cái thân huyễn giả này để tu hành, để niệm Phật,
để tạo những công đức phước lành hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ. Đổi cái thân quyển giả vô ngã vô thường này, ta lấy cái thân kim cang bất hoại do hoa sen quá xanh ở Tây Phương Cực Lạc. Xin hỏi quý Phật tử có thực hiện được không? Được nha quý vị, quyết tâm như vậy. Còn muốn gìn giữ nó, giữ không được. Ta không thể bảo nó mày không được già nha, tao không cho mày già, mày phải trẻ mãi, được không quý vị? Không. Quý vị có thể bảo nó rằng tao không cho mày đau, mày bệnh, mày phải mạnh khỏe hoài, không có được đau ốm bệnh hoạn, được không? Không. Không cho nó chết, sống hoài ở trên thế gian, được không quý vị? Không. Khi xưa Đông Cung Thái Tử Sĩ Đạt Ta, ngài sống trong vinh hoa phú quý, ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, cung tần mỹ nữ. Nhưng ngài đã một lần đi dạo bốn cửa thành và thấy cảnh người già, người bệnh, người chết mà ngài đã giác ngộ, phát bồ đề tâm, hướng đến con đường xuất gia cần cầu giải thoát. Và ngài đã về trình lên vua cha của mình cho phép mình được xuất gia. Vua Tịnh Phạn đâu có bằng lòng, đâu chấp nhận đâu, cản ngăn đủ thứ hết. Nhưng Đông Cung Thái Tử Sĩ Đạt Ta, ngài đã xin vua cha bốn điều. Quý vị có biết bốn điều đó là gì không? Điều thứ nhất, làm sao cho con trẻ mãi không già. Vua Tịnh Phạn bó tay, làm sao được đây? Điều thứ hai, làm sao cho con mạnh khỏe hoài không đau bệnh, cũng không thể đáp ứng được. Điều thứ ba, làm sao cho con sống hoài không chết, không thể được. Và điều thứ tư, làm sao cho chúng sinh hết khổ. Và vì vua Tịnh Phạn không đáp ứng được bốn điều đó, cho nên Đông Cung Thái Tử đã vượt thành xuất gia, tìm ra con đường để giải thoát khổ đau cho mình và cho tất cả chúng sinh, giải thoát cho bản thân mình và chúng sinh thoát khỏi cái khổ của sinh tử luân hồi. Quý vị ơi, mong sao quý Phật tử ngày hôm nay chúng ta có những giây phút ngồi trong đạo tràng và hàng ngày luôn tư duy quán niệm về lời Phật dạy và nhìn thấy sự vô thường quyển giả vô ngã của cái thân này, đừng bám víu chấp trước vào nó nghe quý vị. Trước sau sớm muộn gì thân này chúng ta cũng phải trả về đất nước gió lửa, mà khi trở về thì của trần ta trả lại cho trần hết, bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng. Cho nên khi xưa Đức Thế Tôn ngài đã ân cần khuyên nhắc chúng ta, và ngài đã ví dụ một câu chuyện đầy ý nghĩa để nghe xong câu chuyện này chúng ta ý thức giác ngộ, chọn con đường đúng đắn để mình đi và nên thực hiện những gì trong đời sống hàng ngày để sau khi bỏ cái thân này trả lại cho nước gió lửa, chúng ta tiếp tục một cuộc hành trình sanh về một cảnh giới an vui giải thoát. Nghe quý vị, Đức Thế Tôn ngài kể câu chuyện gì? Có một ông trưởng giả nọ, ông ta có bốn bà vợ lận. Bà vợ thứ nhất ông thương yêu lo lắng cho bà ăn ngon mặc đẹp, quần là áo lụa không thiếu thứ gì. Bà vợ thứ hai chuyện vui buồn gì thì cũng kể cho bà vợ này nghe. Bà vợ thứ ba thì nhìn mỗi ngày mà không nhìn thấy mặt bà là sống không nổi, không thiếu bà được. Bà vợ thứ tư đặc biệt, ông trưởng giả này không quan tâm ngó ngàng để ý đến gì cả. Một hôm trưởng giả kia lâm trọng bệnh, biết mình sắp từ tạ cõi đời, gọi bốn bà vợ ngồi bên bốn góc giường và hỏi bà vợ thứ nhất: hằng ngày tôi lo cho bà ăn ngon mặc đẹp quần là áo lụa, bây giờ tôi sắp chết, bà phải chết theo tôi. Thế bà vợ này mới nói: làm sao tôi chết theo ông được, không thể theo ông được đâu. Dù cho ông có lo lắng cho tôi đầy đủ, bây giờ ông đi mình đi, tôi không đi theo ông được. Cái ông quay sang ông nói với bà vợ thứ hai, ông nói: ngày nào tôi cũng thương yêu bà, chuyện vui buồn đều san sẻ cho bà, thì bây giờ tôi sắp chết, bà chuẩn bị đi theo tôi. Cái bà vợ thứ hai này bà hòa lên, bà khóc, bà nói: tôi làm sao tôi theo ông được, tôi chỉ có thể làm cúng thất cho ông 7 tuần thất, tôi tụng thỉnh chư tăng đến tụng kinh cầu siêu độ cho ông, ăn chay bố thí cúng dường tụng kinh niệm Phật, làm tất cả những công đức đó để hồi hướng cho ông, tôi chỉ có thể làm bao nhiêu việc ngần ấy thôi. Bà vợ thứ ba thiếu bà, ông sống không được đến bây giờ. Khi ông trưởng giả hỏi bà phải chết theo tôi, thì bà vợ này
Bà đang nói mà chúng ta nghe chua xót lắm, tôi nói thiệt nha. Ông chết tôi theo người khác liền đó. Bà vợ thứ ba nói như thế. Còn bà vợ thứ tư thì hàng ngày ông không ngó ngàng để ý quan tâm, nhưng lúc này ông trưởng giả chưa kịp hỏi thì bà đã trả lời: yên tâm đi, ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Đức Phật kể câu chuyện ông trưởng giả bốn bà vợ đó để nói rằng tất cả chúng ta đều là ông trưởng giả và đều có bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất là biểu trưng cho thân xác của chúng ta đây, tức là cái thân tứ đại duyên sinh giả hợp này. Có phải hàng ngày chúng ta lo cho nó ăn ngon mặc đẹp, có đúng vậy không quý vị? Bữa nay đi đến chùa Pháp Lạc sáng vậy chứ, dậy sớm rồi nha, cũng cho nó uống ly sữa. Đến chùa không biết bữa nay cho ăn bánh mì hay bánh bao hay là bánh canh gì đó, là cũng cho nó vô một tô, một ổ bánh mì hay là một tô rồi đó nha. Mà ngồi đây nãy giờ, hôm nay con có công việc Phật sự đi đến trễ, ngồi đây nãy giờ quý Phật tử cũng nóng ruột lắm. Không biết bữa nay có trễ giờ cơm không, chứ cái bụng của tôi nó xót, nó rạo rực lắm rồi đó nha. Cái gì chúng ta cũng muốn lo cho nó ăn ngon mặc đẹp hết. Nhưng mà quý vị biết không, khi chúng ta nhắm mắt xuôi tai thì thân xác này một đốm lửa hồng là thiêu mất mạng, một nắm đất vàng là chôn mất xác, có mang được đâu, phải không quý vị? Trả về đất nước gió lửa. Cho nên bà vợ thứ nhất nói: dù ông có lo cho tôi ăn ngon mặc đẹp, nhưng tôi không thể nào chết theo ông được. Bởi vì bà vợ thứ nhất tượng trưng cho thân xác này. Bà vợ thứ hai có chuyện vui buồn ông đều chia sẻ cho bà. Nhưng đến lúc này thì khi ông bảo tôi sắp chết, bà hãy theo tôi, bà òa lên khóc. Là bởi vì bà vợ thứ hai này biểu trưng cho thân bằng quyến thuộc, vợ, chồng, cha, mẹ, anh, chị, em, con, cháu của chúng ta. Và khi còn sống thì người thân chúng ta đều vui buồn chia sẻ cho nhau. Nhưng mà lúc nhắm mắt xuôi tai đường ai nấy đi, có đúng vậy không quý vị? Cha mẹ ân thâm rồi cũng phải biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly. Tình đời nào khác bầy chim chung nhau ngủ, khi đại hạn đến thời mạnh ai nấy bay đi thôi quý vị ơi. Không ai đi chung đường với chúng ta, chí thân như vợ chồng, cha mẹ đối với con cái cũng không đi chung đường được. Cho nên bà vợ thứ hai òa lên khóc và bảo rằng: tôi chỉ có thể làm cho ông những việc như sau: ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, bố thí, cúng dường trai tăng, phóng sanh để hồi hướng công đức cho ông. Vì bà vợ thứ hai đây tượng trưng cho thân bằng quyến thuộc, chỉ giúp chúng ta làm được những việc đó, chứ không thể nào đi chung đường với ta. Bà vợ thứ ba hằng ngày thiếu bà sống không được, nhưng mà lúc này khi ông trưởng giả hỏi bà phải chết theo tôi thì bà vợ này lại nói mà mình nghe xót xa vô cùng: ông chết đi rồi tôi tuyên bố một câu, tôi theo người khác liền. Vì bà vợ thứ ba này là ví dụ cho tiền của, tài sản, sự nghiệp, vật chất ở thế gian. Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tai, có phải nó qua tay người khác hay không quý vị? Có mang được cái gì đâu. Thậm chí cái người chết rồi cái nút áo cũng lắc bỏ trở lại nữa, có mang được cái gì đâu quý vị. Mà nếu có mang chăng, duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ mang nghiệp mà ra đi thôi quý vị ơi. Cho nên tài sản tiền của bỏ lại hết, đừng vì đồng tiền mà chúng ta đánh mất lương tâm nhân tính của mình nghe quý vị. Đừng vì đồng tiền nó sai sử mình mà bất chấp đi vào con đường tội lỗi sai trái. Đến khi nhắm mắt xuôi tay bỏ lại ráo, có mang được gì đâu. Còn bà vợ thứ tư hằng ngày ông không ngó ngàng, không quan tâm, không để ý. Nhưng lúc này ông chưa kịp nói lời nào thì bà ta đã bảo: ông yên tâm đi, ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Đức Phật ví dụ bà vợ thứ tư đây là chỉ cho những hành nghiệp thiện ác mà ta đã tạo tác hiện đời. Ta gieo nhân nào, ta gặt hái quả báo đó. Ta trồng dưa, ta được dưa. Ta trồng đậu, ta được đậu. Xưa nay nhân quả rất công bằng. Cho nên những hành nghiệp tạo tác của chúng ta hiện đời, nó là người bạn đồng hành, là gia tài mà ta mang theo trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ luôn quý vị ơi, tượng trưng cho bà vợ thứ tư. Vậy mà lúc bình thời thì chúng ta không quan tâm để ý đây là nghiệp lành hay là nghiệp dữ,
không biết đâu là tội, đâu là phước, đâu là thiện, đâu là ác. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, lúc này những cái nghiệp chúng ta tạo tác ra nó trở thành một cái năng lực, nó có sức để lôi cuốn mình. Nếu hiện đời quý vị gieo trồng cái nhân tốt lành thì do nơi cái năng lực của nghiệp tốt lành đó dẫn chúng ta đi vào cảnh giới an lành. Nếu như hiện đời ta tạo những nghiệp xấu ác, do năng lực của nghiệp xấu ác đó dẫn chúng ta rơi đọa vào trong cảnh giới của ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên quý Phật tử ơi, chúng ta hãy vượt qua cái chướng ngại thứ nhất, đừng chấp vào thân này là thật. Rồi cả cuộc đời này quý vị cứ mãi lo cho nó ăn ngon mặc đẹp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ cho tự thân và muốn bảo vệ gìn giữ nó, đó là điều không thể được. Hãy mượn cái thân giả quyển này để tu tạo những công đức phước lành, hầu làm hành trang tư lương cho mình trên một chuyến đi về, xả bỏ cái vọng chấp về thân, mượn thân giả để tu đạo, được không quý vị? Có biết bao nhiêu người chấp ngã khổ lắm quý vị ơi. Ai đụng tới cái thân mình không được nha, đụng chạm đến cái tự ngã mình không được nha, thậm chí đụng tới cái tên mình cũng được nữa. Mình đang ngồi đây, ngồi tu như thế này, vậy mà ở ngoài kia nghe ai đó ông ống lên, họ kêu ngay cái tên, tên cúng cơm của mình ra, là bắt đầu cái lỗ tai của chúng ta nghe động chạm tới cái vong linh của mình rồi đó nha. Nghe thử coi họ nói gì vậy. Nếu họ khen thì mình vui, mà nếu họ đem cái tên cúng cơm ra, cúng cơm của mình ra, họ chỉ trích chê bai nói xấu, ngồi yên đây tu được không quý vị? Không dám đâu à nha. Tôi ra coi cái bà nào bà nói xấu tôi vậy, tôi làm tới cùng á nha. Mắc cái gì nói xấu tôi, nãy giờ tôi ngồi đây tôi nghe hết rồi đó. Chúng ta chấp ngã nặng nề lắm, cho nên phiền não khổ đau tạo nghiệp cũng nhiều lắm quý vị. Mong rằng quý Phật tử xả bỏ cái vọng chấp về thân này, nó giả lắm quý vị ơi, nó quyển lắm quý vị ơi. Thấy đó là mất đó. Cho nên con thường nói quý vị hãy quán niệm, nó là cái đồ dễ bể, cái hàng dễ vỡ. Vì vậy đừng chấp vào thân này nghe quý vị. Đừng chấp vào thân này cho là tôi, là ta, là tự ngã của tôi, là tự ngã của ta. Nó chỉ là sự dai mượn từ nơi cách duyên giả quyển. Trước sau sớm muộn gì, thân xác này chúng ta cũng phải trả về cho cát bụi mà thôi. Nếu ai chấp ngã nặng nề, đời sống của vị đó phiền não khổ đau cực độ. Biết bao nhiêu người họ sống trong nỗi khổ niềm đau cũng vì sự chấp ngã mà ra. Câu nói thí dụ, cái cô Phật tử này, cổ đi chùa thôi mà về nhà là bắt đầu lời qua tiếng lại, mâu thuẫn tranh chấp với đứa con dâu. Và cổ từng nói với con trai của mình như thế này: má cả đời má nuôi con khôn lớn trưởng thành, nhọc nhằn gian khổ, đến lúc tuổi già này rồi mà cũng không yên ổn, bởi vì tu mà bị quỷ nó cứ theo, nó báo đời, nó cứ phá mình hoài. Con dâu của mình nó giống như quỷ vậy đó, nó cứ làm chướng ngại cho mình cái sự tu hành. Mình ăn chay, mình niệm Phật, mà để đi từ đầu trên đi sấm dưới, cái đứa con dâu này nó nói xấu bà má chồng, rồi nó nói xấu mình thôi đi, còn về tới nhà nó kiếm chuyện này chuyện nọ. Mỗi lần mà nó rầy la, nó quở trách con nó, cái bắt đầu nó đem cái chuyện tu hành ra nó nói nha. Nó nói tu hành gì mà cái này cái nọ cái kia, mình nghe mình chướng vô cùng. Cho nên cổ mới nói thề rằng không đội trời chung với đứa con dâu này, và bảo với con trai của mình rằng con phải chọn đi, một là mẹ, hai là vợ. Đưa đứa con trai mình vào trong một hoàn cảnh khó xử, nếu mà được lòng mẹ thì mất lòng vợ, được lòng vợ thì mất lòng mẹ. Khó xử không quý vị? Rất là khó xử. Cho nên trong nhà cứ lục đục mâu thuẫn gây gổ nhau hoài. Đứa con trai nó mới đến chùa, nói cô Lan ơi, cô Lan, con nói cô nghe này nha, con khổ hết sức luôn. Má chồng, má con á, là má con là má ruột của con, nhưng mà làm má chồng mà cứ tối ngày tranh chấp với đứa con dâu hoài. Mà vợ con nó cũng biết đi chùa,
nó cũng biết đi đến chùa làm công quả, học Phật nghe Pháp, mà sao không biết, không người nào biết chuyển hóa bản thân của mình. Hai mẹ con giữa mẹ chồng và nàng dâu cứ cắn đắng gây gỗ, mà con ở giữa con khổ sở hết sức, không biết làm sao. Cô ơi cô, nếu cô có giảng kinh thuyết pháp, cô có lời khuyên nhắc quý ông quý bà đi chùa ăn chay niệm Phật nghe Pháp, có tinh thần giác ngộ tự chuyển hóa sửa đổi tham sân si phiền não, chứ đừng có chấp ngã quá mà làm cho gia đình của mình mâu thuẫn gây gỗ, đưa mọi người vào trong cảnh giới địa ngục trần gian, không lợi ích gì đâu. Cô có giảng pháp giảng kinh, cô khuyên quý ông quý bà biết tu rồi xả cái chấp ngã được không quý vị? Xả cái chấp ngã thôi nè. Con thường đến đạo tràng nhắc nhở quý Phật tử hoài. Quý Phật tử quán niệm như thế này nè, là quý vị sống an ổn mà sống mình chan hòa tình thương. Và ở đâu quý vị cũng được con cháu của mình nó thương yêu mọi người, quý mến mình. Đâu quý vị suy nghĩ coi, mình đâu có mang nặng để sanh ra đứa con dâu này đâu. Cha mẹ nó, cả một đời mẹ nó, mẹ ruột của nó mang nặng thai nhi ở trong bụng 9 tháng 10 ngày, 3 năm 4 mớm, rồi chăm sóc dưỡng nuôi cho con người ta khôn lớn trưởng thành. Đến khi nó lớn rồi cái nó lấy chồng, nó về nó làm dâu nhà mình. Mình đâu có nuôi người ta một ngày nào, mình cũng đâu có công lao nhọc nhằn gian khổ gì để chăm sóc cho nó đâu. Mà bây giờ đứa con dâu nó về nhà mình hằng ngày, nó còn phải lo cơm nước để dâng, để hầu hạ cho cha mẹ chồng, giặt giũ quần áo, chăm sóc từng bữa ăn cho gia đình bên chồng. Thôi đi quý vị, mình nghĩ đến cái điều người ta sanh con, người ta ra, người ta chưa nhờ một ngày nào, còn mình không sanh, không có công lao gì cả, mà bây giờ mình hưởng rồi còn muốn gì nữa, phải không quý vị? Mình hãy thương đứa con dâu giống như con gái ruột của mình. Nếu mình thương nó là nó sẽ thương mình. Thôi quý vị ơi, hãy đối xử tốt với đứa con dâu mà nó đã có duyên, nó về làm dâu gia đình của mình. Hãy nghĩ tưởng đến cha mẹ người ta sanh, người ta ra chưa nhờ giả một ngày nào, mà bây giờ về nhà mình lo lắng cho mình vậy còn muốn gì nữa quý vị. Chính đứa con gái ruột của mình nuôi khôn lớn trưởng thành, mình có nhờ giả được ngày nào đâu. Nó cũng đi lấy chồng, nó cũng đi làm dâu người ta. Còn đứa con dâu này nó ở cạnh bên mình, nó lo lắng cho mình lúc đau ốm bệnh hoạn, ba bữa ăn trong ngày, nhiêu đó là được rồi. Đừng giặt mắt, đừng bắt lỗi bắt phải, đừng này nọ để khiến cho gia đình mình phiền não khổ đau, mâu thuẫn với nhau, tranh chấp lời qua tiếng lại, cãi vã không lợi ích gì đâu quý vị. Xả đi quý vị ơi, đừng chấp ngã nặng nề mà tạo nên mâu thuẫn. Rồi nếu như con rể nó ở nhà mình, làm dâu đã khó rồi, làm rể lại càng khó hơn, có đúng vậy không quý vị? Mà người ta thường nói một câu, sanh con trai là mong nhờ để nối dõi tông đường sau này. Vậy mà bây giờ nó không ở nhà với cha mẹ ruột nó, mà nó cũng không bắt con gái mình về làm dâu nữa, mà nó lại tùy thuận về ở chung trong một gia đình vì thương vợ. Cho nên về ở chung trong một gia đình để lo lắng cho cha mẹ vợ, như vậy là quá quý rồi quý vị. Đừng đòi hỏi gì nữa, khổ vui gì, con của mình nó cũng là người, nó chấp nhận, nó chịu, nó có duyên, nó có nợ, nó gặp nhau. Thôi chúng ta cứ hoan hỷ, mở rộng tấm lòng, tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm. Bởi vì trong cuộc sống này không ai hoàn hảo đâu quý vị ơi. Mình xét lại bản thân mình cũng còn quá nhiều khuyết điểm, cho nên đừng thấy lỗi người mà tự mình phải phiền não khổ đau, và bắt buộc người ta phải chiều theo ý mình. Đó là điều không thể được nghe quý vị. Quý vị hãy cởi mở, xả chấp và nói rằng mình vậy là quá quý rồi, mình vậy là quá sướng rồi. Thôi cái gì hoan hỷ bỏ qua đi, mở rộng tấm lòng từ bi để tha thứ lỗi lầm cho người khác, để xây dựng một mái ấm gia đình, để gia đình của chúng ta chan hòa nụ cười,
chứ đừng để chan hòa trong nước mắt, được hay không quý vị? Nhiều khi với cái sự chấp ngã mà làm cái gì đó không vừa lòng mình rồi thì mình giặt mắt bắt lỗi bắt phải, rồi cứ gây gổ mâu thuẫn trong gia đình và đưa những người thân của mình liên lụy khổ đau đó, tất cả đều bị chôn vùi dưới hố sâu của những sự tranh chấp và làm nên những điều sai trái tội lỗi, khiến cho đời sống của mình hằng ngày bất an bởi vì tạo nghiệp xấu ác. Mong sao quý Phật tử hãy hiểu thấu được những cái đạo lý này để ứng dụng vào trong đời sống. Trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ nghe quý vị. Sống làm sao để ngày chúng ta nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này, dù thân xác của chúng ta chôn vùi với ba tấc đất hay là hóa thành tro bụi, nhưng mãi mãi tấm gương sáng của chúng ta, hình ảnh của chúng ta vẫn sống mãi trong lòng người, sống mãi giữa thế gian qua tấm gương đạo đức của người con Phật, được không quý vị? Cho nên Thiền Sư Thiên Như Duy Tắc ngài dạy, chúng ta sở dĩ trôi lăn trong kiếp sống luân hồi phiền não khổ đau là do cái chướng ngại thứ nhất là sự chấp ngã, chấp về thân, xả bỏ cái chấp này. Cái chướng ngại thứ hai chúng ta cần phải vượt qua đó là chấp vào sở hữu vật chất. Cái thân này còn không thật, huống chi cái vật ở ngoài thân. Nhà của tôi, ruộng của tôi, giường của tôi, con của tôi, chồng của tôi, tài sản kia là của tôi, có cái gì là của tôi? Khi chúng ta có mặt trên cuộc đời này, khi ta đến đây, ta vốn đến đây với hai bàn tay trắng, có mang một cái vật gì vào đời, thậm chí còn không có một miếng vải để che thân, có đúng vậy không quý vị? Sống vài chục năm cái chúng ta nói nhà của tôi, ruộng của tôi, đất của tôi, cái này cái nọ cái kia là của tôi. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú câu số 62 như sau: con ta, tài sản ta, người ngu thường nghĩ thế, thân này còn không có, con đâu, tài sản đâu, thân này còn không hợp có đây, thì huống chi vật ở ngoài thân. Chẳng qua chúng ta ở đây lâu rồi, cái mặt mình nhận lầm. Nhận lầm cái gì? Nhận lầm cái của thế gian mà mình nói là của mình, quý vị ơi. Mình nói nhà của mình, ruộng của mình, đất của mình, tiền của mình, vàng của mình, cái này cái kia là của mình, nhưng mà có cái gì thật của mình đâu. Bởi vì khi chúng ta mở mắt chào đời, khi đi đến đây chúng ta đi với hai bàn tay trắng mà rốt cuộc cũng trắng tay trở về thôi quý vị. Hãy nhớ rõ điều đó, xả bỏ cái dọn chấp về cái ngã sở hữu tài sản vật chất, để ngay bây giờ quý vị biết sống một đời đạo đức, biết phát tâm xả thí của tiền vốn chẳng bền lâu, phát tâm xả thí để bắt cầu về quê, được không quý vị? Quý vị có biết không, có biết bao nhiêu người sống giữa thế gian nhận không ra, thấy không rõ, cho nên lầm chấp, lầm chấp vào tài sản tiền của, họ bất chấp thủ đoạn luôn quý vị. Thậm chí bây giờ đến nhà chùa họ cũng chẳng buông tha, họ đi vào chùa họ vẫn gạt gẫm như thường, gạt để lấy tiền của, tài sản, sở hữu vật chất. Cho nên nhiều khi quý Phật tử nói con đi đến chùa lần nào con cũng bị phiền não. Có cô Phật tử của nó vậy, con mới hỏi tại sao đi đến chùa mà không có hoan hỷ thâm tịnh an lạc mà lại phiền não. Cậu nói bởi vì con đi đến chùa lần nào cũng đi chân không về mất dép. Quý Phật tử có bị mất dép không? Lễ Vu Lan vừa rồi mùng 4 tháng 7 ở tại chùa Pháp Lạc, con đi đến đây thấy đông quá chừng luôn. Rồi đang đứng vậy đó là có cô Phật tử từ trong này cô đi ra, cô nói đôi dép tôi mới để đây nó mất tiêu rồi, đi chùa mà còn tham nữa, nói vậy đó. Nhưng mà đâu phải ai đi đến chùa cũng là người tu thiệt, phải không quý vị? Có những thành phần người ta giả mạo, người ta đâu có chân thật tu hành gì đâu. Ta thấy đông đảo, ta mượn cái cơ hội này, ta đến thừa cơ hội đó
để họ làm những chuyện sai trái. Cho nên quý Phật tử khi đi đến chùa cũng phải cẩn thận. Những cái gì sở hữu của mình mang theo đó quý vị, cẩn thận. Nhưng mà không lẽ bây giờ mình đi vô trong chánh điện mình xách đi dép tò tò theo, phải không? Nó cũng kỳ, không được. Mà trong luật dạy đó, mình đi vào nơi điện Phật trang nghiêm tuyệt đối không mang giày dép. Cho nên mình sợ tội, mình đâu có dám. Mình để ngay cái gốc kẹt rồi đó, mà đi ra nó không có cánh, nó bay. Vì vậy mà nhiều người đi chùa về đi chân không, cái bị phiền não quý vị. Phiền não rồi cái chỉ trích, nói sao biết không? Mấy bà đi chùa đi tu mà còn tham. Thật ra không phải người đi chùa tu thiệt mà tham đâu, nhưng mà cái người tu giả mới tham, phải không quý Phật tử? Người ta giả mạo thôi. Đi đến đây nhưng mà có những trường hợp người ta lợi dụng chỗ đông người, chứ không phải thật tu thật học giống như quý Phật tử đâu. Thật tu thật học như quý Phật tử mà ngồi trong đây từ sáng cho tới chiều, ngồi đây để nghe pháp, để tụng kinh, để niệm Phật, để sống một đời thanh tịnh, một ngày an lạc, thì xin thưa quý vị, đó là thiện căn phước đức nhân duyên mà quý vị đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp đó, chứ không dễ gì đâu nghe quý vị. Ở ngoài kia biển đời mênh mông bao la, trong chúng sinh có nghìn, có muôn, có triệu, có ức, được nghe kinh, nghe pháp, quả thật mấy người không duyên khó gặp người ơi, gặp rồi lại bỏ, đó là người quá mê. Cho nên mong sao quý Phật tử đã gặp được Phật pháp, đã được nghe, được học những lời của chư Phật, chư Tổ chỉ dạy, làm kim chỉ nam để hướng dẫn cho chúng ta trên con đường tu đạo, thì quý vị hãy vượt qua cái chướng ngại mà phàm phu vướng mắc, đó là sự chấp mắc vào cái sở hữu vật chất. Con hỏi thật, quý vị còn tham đắm vào tiền của, tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, còn vướng mắc vào đó hay không? Còn không quý vị? Còn, nếu còn giải quyết liền đi quý vị. Bởi vì con nhìn trong đạo tràng đây, con biết các vị mỗi ngày tiếp nhận được 2-3 cái điện tính của Diêm La Vương gửi đến cho mình rồi. Qua làn tóc bạc, qua cái răng rụng, qua cái lưng còng, qua cái chân đau nhất, mà bây giờ quý vị nói còn vướng mắc, còn chướng ngại, thì thật là đáng tiếc nghe quý vị. Thật là đáng tiếc, vì thời gian mà mình lưu trú ở cõi ta bà không còn bao lâu, giải quyết cho xong gánh nợ đời được không quý vị? Quăng đi cái gánh lo âu, giải quyết cho xong cái gánh nợ này đi. Mình đã quải, mình đã vác, mình đã gánh, mình đã mang, mình đã đeo, mình đã xách hơn nửa đời người. Con nói thật, hơn nửa đời người rồi. Bây giờ không mạnh dạn buông xả, không lẽ đợi đến khi nào Diêm La Vương xuất hiện, lúc đó quý vị mới nói một câu rằng: ông ơi ông, tôi năn nỉ ông nán lại cho tôi mà, tôi còn nhiều việc thiết tha chưa có làm. Quý vị ơi, lúc đó tử thần cũng lạnh lẽo hấp hàm: đi ngay ngươi chớ càm ràm uổng công, biết không xong đứng khóc ròng, trách gì mình sống lông bông một đời. Thế là nhắm mắt tay xuôi, mặc cho nghiệp lực dẫn lôi sáu đường, cũng vì lúc sống ta lại xem thường. Tử thần lưỡi búa có nhường nhịn ai, sống nay rồi lại chết mai nào ai, sống mãi sống hoài trên thế gian, chết rồi còn lại nắm tro tàn, giống hồn quanh quẩn một đàn tử sanh. Ai ơi giác ngộ tu hành, về nơi bảo sở lạc thành mới bình yên nghe quý vị. Buông xả đi quý vị. Bây giờ quý vị không buông, tử thần đến cũng phải buông, đúng không? Bây giờ quý vị không xả, vô thường đến cũng phải xả thôi. Nhưng mà lúc này mình không muốn buông, không muốn xả, mà bắt buộc mình phải buông, phải xả, đau đớn khổ sở lắm đó quý vị. Do đó mà giờ phút cuối cùng chúng ta giằng co bức bách, bởi vì tâm luyến lưu tiếc nuối, tâm rối loạn quay cuồng, bao nhiêu nỗi lo lắng sợ hãi. Cả một đời tôi tạo dựng sự nghiệp mà, nhà của tôi, ruộng của tôi, giường của tôi, tiền của tôi, bây giờ tôi đâu chưa có dám giao phó cho con cho cháu tôi. Tôi sợ
tôi giao cho nó rồi cái nó trở mặt với tôi, rồi tuổi già tôi sống làm sao đây. Cho nên tôi đã thủ lại một lá bùa để hộ thân, mà giờ kêu tôi buông xả luôn, không dám buông đâu. Chừng nào tôi nằm trên giường bệnh, lúc này tôi sắp sửa tôi ra đi, tôi mới buông. Nhưng mà con hỏi thật quý Phật tử đây, quý vị có biết bao giờ mình đi không? Có biết không? Đâu có biết đâu. Sao mình không giải quyết trước đi? Một điều khẳng định là trước sau sớm muộn gì chúng ta cũng phải đi thôi. Không ở đây lâu đâu quý vị, không ở đây lâu dài đâu. Trước sau sớm muộn gì cũng phải đi. Cho nên giải quyết sớm chừng nào khỏe chừng đó nghe quý vị. Giao phó lại cái gì cho con cho cháu, cả một đời mình tạo dựng sự nghiệp, ruộng đất tài sản gì đó, cái nào cho nó cho đi. Còn cái nào mà quý vị để làm phước bố thí cúng dường, để tạo một chút hành trang tư lương trên một chuyến mình đi về, thì quý vị làm liền, đừng hẹn ngày mai. Bởi vì tử thần cũng như vô thường không cho chúng ta chờ hẹn ngày mai, và cũng không cho chúng ta có đủ cơ hội để thực hiện cái hoài bão ước nguyện của mình. Có đúng vậy không quý vị? Ở cái bè đây nè, có ngôi chùa thầy khởi công xây dựng 8 tháng trời, cái nền móng chưa xong mà cứ để hoài vậy đó, bo sắt rồi để hoài. Cái bà cụ này đến chùa nói thầy ơi, con đến con thấy cái chùa trời mưa đổ xuống rồi mà bây giờ sắt bo rồi mà không có tiền để mà đổ xà bần để làm cái nền móng. Thôi con nói thật với thầy, cả đời con dành dụm, chồng con chết để lại cho con một ít tài sản, và con cũng dành dụm được bao nhiêu cái vàng. Bây giờ tuổi già con bán vàng rồi, và con gửi vào trong ngân hàng sổ tiết kiệm 2 tỷ bạc, và cũng sắp đáo hạn, còn có 3 tháng nữa là đáo hạn kỳ. Thôi thầy cứ kêu vật tư, kêu thợ làm cho mau chóng đi, rồi con xin cúng dường trọn vẹn cái tiền mà con gửi trong cái quỹ tiết kiệm đó, để con gửi ngân hàng Cực Lạc, để con hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, con cúng dường xây dựng chùa để tạo chút phước báo. Bà cụ hứa vậy rồi thầy mừng lắm. Thầy kêu thợ nè, kêu vật tư đến làm ao 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 ao, vì còn có 3 tháng là đến đáo hạn. Bà rút tiền trong ngân hàng 2 tỷ bạc ra, bà cúng trọn vẹn. Thầy kêu làm chấp tóc để cái nóc cho xong, cái chánh điện cho xong, để cho quý Phật tử về có chỗ nương tựa tu học, rồi tiếp tục mình mới xây dựng từ từ. Nhưng mà chưa đầy 3 tháng, mới có 1 tháng trôi qua, cái bà cụ này đứt bóng. Ngày đó cái tối đêm hôm đó, cái bà cụ bị nhồi máu cơ tim. Con của bà cụ đưa đến bệnh viện Cái Bè. Đi nửa đường cái bà tắt thở rồi, chở bà về, gọi điện báo tin cho thầy. Thầy ơi, mời ban hộ niệm đến hộ niệm cho mẹ con, mẹ con đi rồi thầy ơi. Nghe câu nói của đứa con bà cụ đó báo cho thầy, thầy bủng rủng tay chân hết trơn rồi. Bủng rủng là gì sao? Lời hứa của bà cụ, giữa thầy với bà cụ biết thôi. Bà cụ còn nói đừng cho con cháu của con nó biết nghe, nó cản trở, nó nói này, nó nói nọ, nó làm chướng ngại con, cho nên con xả thí một cách trọn vẹn để con tạo phước, đừng nói cho nó biết. Con rút tiền trong ngân hàng ra, con đem đến cúng dường cho thầy xây dựng, thầy đừng lo gì cả. Bây giờ nghe bà cụ đi một cách đột ngột, thầy bủng rủng tay chân hết rồi. Đến hộ niệm cho bà cụ mà bà thầy khấn vái: bà cụ ơi, sống thì khôn, thác thì thiên, sống mà khôn quá mà, thấy không? Bà biết gửi ngân hàng Cực Lạc, bà biết đem tiền của tài sản là vật ngoài thân để bà phát tâm, bà gửi ngân hàng Cực Lạc để tạo chút phước báo cho bà. Thì bây giờ bà thác bà cũng linh thiên, bà khiến cho con cháu của bà nó cũng thực hiện để làm tròn cái ước nguyện của bà. Nhưng mới cái tuần thất thứ nhất, thỉnh thầy về tụng kinh tại tư gia, thầy tụng xong rồi cái thầy họp hết gia đình, cái thầy mới kể rõ sự tình lời hứa của bà cụ vậy đó. Cả gia đình mới trả lời rằng đúng là má con có để lại một cái sổ tiết kiệm, trong đó có 2 tỷ giống như thầy nói, nhưng mà con không có nghe má con nhắc nhở là nói cúng cái gì cả, vì bà đi một cách đột ngột như vậy. Cho nên để cho anh chị em gia đình chúng con hợp mặt với nhau, bàn tính với nhau, sau đó sẽ có câu trả lời. Qua 7 tuần thất sẽ có câu trả lời.
Rồi 7 tuần hấp lần lượt trôi qua, tuần hấp nào thầy cũng khấn nguyện bà cụ sống khôn hát tiên. Nhưng mà quý vị ơi, tuần hấp thứ 7, 49 ngày của bà, thầy cũng làm đám trai tăng ở tại chùa, cũng lập đàn, cũng kinh Địa Tạng cầu nguyện cho bà cụ. Sau đó con cháu của bà cụ quy tụ về hơn 20 người. Và sau cái tuần hấp thứ 7 này, rồi mới cảm tạ tri ân thầy, có những lời phát bạch cảm tạ tri ân thầy và dâng lên một cái bao thơ và nói rằng: con không biết lúc xin tiền má của con đã hứa với thầy cái gì, nhưng mà bây giờ xin cảm ơn thầy trong 7 tuần hấp qua đã lo tang lễ và đã làm tất cả những việc để siêu độ cho má con. Xin chân thành cảm ơn thầy. Và chúng con, anh chị em con cháu hợp mặt quyết định: nếu má con ngày xưa nói hứa cúng dường cho thầy 2 tỷ thì giờ chúng con đã đồng tâm nhất trí chuyển số tiền mà má con để lại đó cúng dường xây dựng kết duyên 20 triệu. Không phải là 2 tỷ mà 20 triệu. 20 triệu là đã nhiều lắm rồi đó. Mà trong số đó có người con nó còn không chịu nữa, nó nói 20 triệu nhiều quá nữa, để chia chác cho con này, cho đứa này, đứa nọ, đứa kia. Cho nên chưa chắc gì con cháu của chúng ta hoàn thành ước nguyện cho mình đâu quý vị. Quý Phật tử muốn làm cái gì phước báo để tạo hành trang tư lương cho mình trở về, làm liền bây giờ nha. Gửi gắm nhắn nhủ nó, chưa chắc gì con cháu của chúng ta nó thực hiện đúng như lời. Và tài sản tiền của là vật ngoài thân, cả đời quý vị đã chắc chiêu tạo dựng lên thì phải sử dụng nó vào những cái giá trị và ý nghĩa, qua phương cách bố thí và cúng dường, tạo cái phước báo cho mình và tạo phước để lại cho con cháu. Đây là một loại tài sản quý báu đó quý vị ơi. Sách Nho có câu: tích thơ dĩ vi tự tôn, tự tôn vị tắc năng độc. Tích kim dĩ vi tự tôn vị tắc năng thủ. Bất như tích âm đức, ư minh minh chi trung trường cũ chi kế. Nếu quý vị chứa sách để cho con cháu của quý vị chưa chắc gì nó dở ra nó đọc đâu. Nếu quý vị chứa tiền, chứa vàng để cho con cháu của chúng ta chưa chắc gì nó biết giữ gìn. Chi bằng chúng ta tích chứa cái đạo đức ở đời, nhờ cái đạo đức, cái phước đức đó mà tuy nó mờ mờ ở bên trong nhưng mà nó lâu dài, nó không có mất. Không có tài sản quý báu nào bằng tài sản phước báo, không có tài sản quý báu nào bằng tài sản đạo đức. Nghe quý vị, hãy tạo cho con cháu của mình có được niềm tin đối với Tam Bảo, hướng dẫn cho nó biết tu phước, bố thí, cúng dường để nương nơi cái phước báo đó mà con cháu của chúng ta đời đời thụ hưởng, được không quý vị? Còn bản thân mình xả bỏ cái tâm chấp mắc về tiền của tài sản, vượt qua cái chướng ngại này, đừng để tiền của tài sản nó vướng bận cho cái lộ trình giải thoát quy tây của chúng ta nha. Có cái ông cụ ở tại thành phố Hồ Chí Minh, lúc trước đây con có được biết ông bà cụ rất là tín kính Tam Bảo, nhà giàu lắm, có một tiệm vàng rất lớn. Nhưng mà giây phút cuối đời thì ông cụ lâm trọng bệnh. Quý vị biết không, biết bao nhiêu chư tôn đức tăng ni đến để hộ niệm cho ông cụ và đã khai thị hết lời, xả bỏ hết mọi tham luyến chấp mắc về tài sản tiền của, thân này còn không giữ được, nắm chặt một câu hồng danh A Di Đà Phật để nương nhờ Phật lực tiếp dẫn bản sanh Tây Phương Cực Lạc thoát khỏi kiếp luân hồi. Nghe Phật tử nhắn nhủ vậy, cái ông thì gật cái đầu. Nhưng mà vào phút cuối đời nó xảy ra tình huống sau đây. Ông đang nằm trên giường bệnh, lúc đó là hơn một tháng trời chư tăng chư ni ở các chùa cũng như huynh đệ Phật tử đến hộ niệm cho ông, nhưng không có đủ duyên, ông chưa đi. Rồi đến khi các vị đó thấy ông khỏe lại đôi chút rồi, các vị mới thôi trở về, không có lập đàn để mà sám hối cho ông, cũng như là không hộ niệm cho ông tiếp tục nữa, mà mở cái máy cho ông nghe. Vậy mà nằm trên giường bệnh buổi sáng hôm đó, bà vợ với ba đứa con ngồi bốn góc giường của ông. Ông gọi lại, cái ông hỏi ai ngồi dưới chân giường vậy? Cái bà vợ mới nói thằng hai con của mình. Ai ngồi bên đây vậy? Thằng ba con của mình.
Còn ai ngồi bên phía góc, ở phía trên góc giường trên, cái bà nói con Út, con gái của mình. Còn ai ngồi đây, tôi là vợ của ông nè, ông không nhìn ra tôi sao? Cái ông mới mở mắt ra ông nhìn, cái ông nói trời ơi, bốn người có mặt ở đây hết, còn ai coi cái tiệm vàng. Lúc này ông kêu trời ơi, bốn người có mặt ở đây hết rồi, ai coi cái tiệm vàng. Ông nói tới đây cái ông giận lên cái rồi, cái ông đứng hình luôn, con mắt trợn tròng vậy đó, rồi đi. Xin hỏi quý Phật tử, cả đời ăn chay niệm Phật tu phước mà đến phút cuối cùng còn vướng bận cái tiệm vàng đó, có vãng sanh được không quý Phật tử? Không, cho nên bị chướng ngại rồi. Vì vậy Thiên Như Duy Tắc Đại Thiền Sư ngài khuyên chúng ta là hãy vượt qua cái chướng ngại thứ hai là chướng ngại về mặt vật chất, tiền của, tài sản, nhà cửa, ruộng đất. Giải quyết cái này cho xong đi nghe quý vị, về giải quyết liền đi. Giao lại cái gì cho con cái của mình, sang tên cho nó. Nếu nó biết giữ thì nó nhờ, nó không biết giữ khổ đáng chịu. Còn mình buông xả hết, nắm chặt một câu hồng danh A-di-đà Phật, buông xả muôn duyên, niệm Phật cầu vãng sanh, được không quý vị? Chướng ngại thứ ba mà chúng ta cần phải vượt qua theo lời của Thiền Sư Thiên Như Duy Tắc, ngài bảo rằng chướng ngại thứ ba đó là tình cảm luyến ái nơi gia đình quyến thuộc. Cái này có không quý Phật tử? Có nhiều người giờ phút lâm chung nằm trên giường bệnh mà quyến luyến, cái tình cảm quyến luyến con cháu không có muốn dời chân. Giờ này đau đớn bức bách vậy, cái sợ chết quý vị ơi. Đa phần chúng ta biết tu biết nha, vậy mà giờ phút cuối cùng của cuộc đời cũng sợ chết như thường. Có đúng vậy không quý Phật tử? Có không? Nói thật là có đó quý vị. Chưa có nhìn thấu, chưa có hiểu rõ, chưa xả bỏ được về cái chấp mắc vào cái tự ngã, chấp mắc về cái thân này, cứ cho là tôi là ta, tưởng rằng mình chết là mất, là hết, là không còn gì nữa cả. Sai rồi. Chết không có mất, không có hết, không phải là không còn gì nữa cả. Chết chẳng qua là chúng ta trả cái thân này về với bản thể là đất nước gió lửa thôi, chứ không có mất mát gì đâu. Và sự thay đổi đó chẳng khác nào như đổi cái áo cũ mặc cái áo mới, đổi cái nhà cũ đến nhà mới để ở, không có mất mát gì đâu quý vị, đừng sợ. Và hãy xả bỏ cái tình cảm luyến ái chấp trước nơi gia đình nha quý vị. Bây giờ quý vị còn sống ở tại tư gia, là một người cư sĩ sống giữa cõi đời trần tục, vẫn còn tình cảm vương vấn đối với gia đình, vẫn còn một mối quan hệ mật thiết với người thân. Nhưng con mong sao quý Phật tử cư tại chi sĩ, cư gia chi sĩ, tại gia chí Phật đạo giả, được không quý vị? Tuy ở tại gia nhưng tâm trí hướng đến Phật đạo, tuy ở giữa chốn trần lao sanh tử nhưng chúng ta sống như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Quý vị có thể làm được không? Sen ở trong đầm đỏ trắng phơi, bùn nhơ không nhiễm, nước không hôi, sống giữa cảnh trần nào vướng bụi, hương thơm ngào ngạt tỏa cho đời. Chúng ta hãy là đóa hoa sen thanh khiết giữa bụi đời này, giữa chốn sinh tử trần đời đó, mà chúng ta hãy là những đóa hoa sen thanh khiết. Tuy nó nở ở trong bùn mà nó không bị ô nhiễm bùn. Chúng ta vẫn sống ở giữa cuộc đời này, vẫn quan hệ mật thiết với gia đình, nhưng sống là thương, lòng ta chẳng vấn vương, sống an vui danh lợi ta xem thường, sống bất biến giữa dòng đời vạn biến, được không quý vị? Sống là thương yêu tất cả, nhưng không để cho tình cảm của chúng ta nó vương vấn bất kỳ một ai, thậm chí đó là vợ đối với chồng, cha mẹ đối với con cái, ông bà đối với cháu chắt, thì chúng ta cũng đừng để tình cảm luyến ái đó nó vướng kẹt vào quý vị ơi. Thương con, thương cháu, nhắc nhở trợ duyên cho nó, ráng ăn chay niệm Phật, dứt ác làm lành, gieo nhân thiện để hàng ngày có được cái quả an vui và hạnh phúc. Nhưng không để cho tình cảm luyến ái đó nó trói buộc mình, không để cho đứa con, đứa cháu kia nó làm phiền não chướng ngại cho con đường tu hành của mình.
Không biết quý Phật tử có làm được điều này không? Có nhiều vị Phật tử đến chùa và than thở, ngày nào cũng có hết quý vị ơi. Nói như thế này: cô ơi, con biết cô bận lắm, nhưng mà cô dành cho con vài phút thôi. Bởi vì nếu con không có người tâm sự đi trút cạn cái nỗi lòng của mình, chắc ngọt thở chịu không nổi nữa rồi. Nó bức xúc quá chịu đợi không nổi nữa rồi. Cô ơi, con gặp phải cái ông chồng sáng xỉn chiều sai, tối la ra dài xị. Mỗi lần mà ổng say lên, ổng nhậu vô rồi đó nghe, là ổng bất chấp. Bình thường thì rất là dễ thương, dễ mến, hiền hậu, nhưng mà nhậu nhẹt say xỉn rồi là bất chấp luôn, không có nghĩ đến người thân kẻ sơ gì nữa, không còn trên dưới tôn ti trật tự gì nữa hết, mà say xỉn về rồi quậy, đập đồ đập đạc, đánh vợ đánh con, mà trăm lần như trăm. Hai ba bữa là nhậu. Mà bây giờ là không phải hai ba bữa mà hủ chìm hủ nổi, ngày nào cũng nhậu hết. Sáng làm vậy đó, rồi chiều là bắt đầu ăn nhậu, mà ăn nhậu là bắt đầu đập đồ đập đạc, chửi vợ đánh con, làm cho gia đình con khổ sở quá. Cuối cùng con không thể nào chấp nhận sống nổi nữa rồi, cho nên đã ly hôn, bắt buộc phải ly hôn. Ông đâu có chịu ký tên ly hôn đâu, mà cô này phải trốn đi. Trốn đi là ly thân đó quý vị. Trốn đi về nhà cha mẹ của mình ở. Ông chồng ông đi tới nơi quậy tới cùng luôn. Ông nói nếu mà gia đình cha mẹ vợ chứa chấp cô vợ của ông đó là ông đốt nhà. Ông nhốt nhà đừng nói sao. Do đó cuối cùng cha mẹ ruột cũng không chứa cổ nữa. Cổ phải đi đến năn nỉ ở bên từ thiện đó, cho cổ một ít lá, một ít cây tre để cổ che một cái chòi nương náu mà ở. Chứ bây giờ ở cha mẹ ruột của mình không dám cho mình về đó ở. Ông chồng đến ông quậy đọn đốt nhà. Rồi khi cổ cất được cái chòi lá, một mẹ với hai đứa con ở, cổ đi buôn bán hàng ngày để lo cho con, đâu có bắt ổng lo đâu. Tiếp tục ổng cứ theo, ổng cứ làm chướng ngại hoài. Cổ mới nói bây giờ thì ổng không phải là đem cái sự nhậu nhẹt bê tha, đánh vợ chửi con hâm dọa nữa, mà giờ ổng đổ nước đường. Đổ nước đường là gì? Nói ngọt. Ông nói ngọt năn nỉ ông khóc mỗi ngày. Bây giờ con chịu không nổi rồi cô ơi. Con hỏi cô vậy nè nghe, xin cô chỉ cho con cái cách. Bây giờ ba má con nói mày mà bây giờ tiếp tục mày về mày chung ở, chung sống với chồng mày là coi như từ đây sắp tới cha con mẹ con đứt đoạn nghĩa tình, không nhìn nữa. Còn bây giờ con không có nghe lời cha mẹ mà con về chung sống lại với chồng con thì không biết là ông hứa ông nói ngọt như vậy mà không biết ông có làm đúng không nha. Rủi ông đánh đập ông chửi bới chứng nào tật đó nữa, con không biết đi về đâu. Cha mẹ mình bà bỏ rơi mình rồi, không biết đi về đâu. Nhưng mà bây giờ bản thân của con nghĩ rằng hai đứa con trai của con dạy không nổi, mà nó chỉ sợ một mình cha nó thôi. Cho nên con cũng muốn quay trở lại. Giờ con hỏi cô vậy chứ cô chỉ dạy cho con, bởi vì con tin tưởng cô. Cô chỉ dạy cho con nên về chung sống với chồng hay là nên cắt đứt. Sao con dám giải quyết điều này, phải không quý Phật tử? Không lẽ mình là một người tu mà đi suối người ta, bỏ chồng người ta, cắt đứt cái tình cảm gia đình của người ta. Mình đâu có làm điều đó được. Cho nên con nói cái đó là cái chuyện cô tự quyết định. Cái cổ nói con đang phân vân, con không biết làm sao, mà ổng năn nỉ quá con chịu không nổi. Con có ý định muốn về, mà về cái con sợ ổng chứng nào tật đó nữa, rồi cha mẹ con cắt đứt tình cảm với con không biết làm sao. Cái con mới nói thôi bây giờ cô cứ phân vân, cô nói không biết làm sao, cô hỏi con cũng là phàm phu, con cũng là mắt thịt, con cũng không biết cái tương lai của con như thế nào, không đoán trước được đâu. Cho nên bây giờ nếu con xúi cô trở về chung sống lại với chồng, mai mốt ông chồng ông đánh ông chửi cái cô đến mắng vốn con sao, phải không? Đâu có ngu gì mà dự vô chuyện đó. Mà cũng không thể nào xúi cô là cắt đứt đi, bỏ đi, vì sáng xỉn chiều sai, tối lai rai dài xị, ở chung với cái người này là cả đời mình khổ. Đâu có thể nào xúi người ta bỏ chồng người ta như vậy, không có đạo lý nào dạy chúng ta như thế.
Cho nên con khuyên cô, nếu mà cô đang phân vân và đang ở trong cái sự bế tắc không có lối thoát, thì bây giờ cô ngay đến ngay cái đài Quan Âm, cô lễ lại niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và xin Bồ Tát cho con bình tĩnh sáng suốt và chọn lựa con đường. Nếu mà cô đã quyết tâm chọn con đường về chung sống với chồng hay là dứt khoát gì đó, khi đã chọn lựa rồi thì xem như đó là sự quyết định của chính mình. Và nếu có khổ có vui sau này như thế nào thì mình cũng biết rõ, đó chính là nhân duyên mới đưa đến quả báo. Nếu bây giờ cô muốn trở lại với chồng cô thì cô xem như là cái món nợ này cô chưa trả hết, trốn đường nào không khỏi. Dù cho bay vút lưng trời, dù cho đáy biển trốn thời được đâu, dù cho núp dưới hang sâu không nơi nào tránh quả sầu đã gieo, thôi trở về trả nợ đi cô. Còn nếu mà trong lòng cô giờ này muốn dứt khoát rồi thì hãy mạnh dạn rút gươm huệ, chặt đứt dây luyến ái, để hiện tại cuộc sống này mình được nhẹ nhàng, mình thanh thản, mình xem nhau như bạn chứ đừng thù nha. Chặt đứt rồi thì cũng xem nhau như bạn, dẫn cho người ta đến thăm con người ta, chứ không phải mà nói là bây giờ đường ai nấy đi, tôi chặt đứt rồi, đối xử với tôi quá tệ bạc, đánh đập chửi mắng tôi sống trong nỗi khổ niềm đau, tôi thù cả đời này. Không nói như thế. Mình là người tu, mình không thù oán ai, bởi vì mình hiểu nhân quả. Có đúng vậy không quý vị? Không phải ngẫu nhiên, không phải tự nhiên, giữa biển đời mênh mông bao la, tự nhiên cái chúng ta gia đầu vô cái chọn cái ông đó. Tất cả đều có nhân duyên, cho nên mới đưa đến cái quả báo. Dù khổ dù vui, chúng ta tin sâu vào nhân quả và nguyện thực hiện theo lời Phật dạy, tùy duyên để tiêu đi nghiệp cũ, nhưng không tạo thêm nghiệp nhân xấu mới nữa. Tức là không tạo cái nghiệp nhân xấu ác mới nữa. Được không quý Phật tử? Được ha. Nhớ dứt các điều ác, làm các việc lành, nhất tâm niệm Phật, thành tâm sám hối tội nghiệp của mình. Và phương cách sám hối chân chánh đó là đoạn ác tu thiện. Mọi hoàn cảnh ta không làm bất thiện, dầu khó khăn vẫn phát triển hạnh lành, dình tâm giữ ý tình thanh, là lời Phật dạy đành rằng xưa nay. Hãy thực hành theo đây thì để vượt qua ba thứ chướng ngại theo lời của Thiền sư Thiên Như Duy Tắc ngài dạy. Chướng ngại thứ nhất đó chấp, đó là chướng ngại chấp ngã, chấp vào thân. Xin quý vị hãy quán niệm cái thân này là vô ngã, là vô thường, là bất tịnh, là ô uế, để xả bỏ đi sự dính mắc chấp trước vào cái tự ngã. Và mượn nó giống như mượn một cái cổ xe để vận chuyển lăn bánh đưa chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc nghe quý vị. Mượn thân để tu hành, để có đủ hành trang tư lương trở về Tây Phương Cực Lạc. Sự chướng ngại thứ hai chúng ta cần phải vượt qua đó là cái chướng ngại chấp mắc vào sở hữu vật chất, nhà cửa, ruộng đất, tài sản. Không có cái gì là của ta cả, vì cái thân này còn vay mượn từ nơi đất nước gió lửa, huống chi cái vật ngoài thân. Cho nên sống đây chúng ta còn phải những cái nhu cầu cần thiết trong đời sống, nhưng chúng ta biết rõ tất cả đều là phù hư giả ảo, không tham luyến bất cứ một thứ gì ở cõi ta bà này. Nguyện sống một đời sống thiểu dục tri túc và xả bỏ cái tâm tham đắm chấp trước vào tài sản tiền của đó, thực hành cái hạnh xả thí một cách trọn vẹn để tạo cho mình có được bao nhiêu công đức phước đức vô biên. Nguyện xin hồi hướng về miền Lạc Bang. Kính nguyện tất cả đạo tràng nhất tâm niệm Phật để liên bang trở về quý vị. Vượt qua cái chướng ngại thứ ba đó là chướng ngại về tình cảm luyến ái. Ái bất động bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Cho nên nếu cái niệm ái, sự luyến ái, tình cảm không có bị trói buộc nơi ta nhiều thì ta sẽ không bao giờ trở lại cõi ta bà. Còn niệm Phật mà không được chuyên nhất, không được nhất tâm thì không đủ tư lương về Tây Phương Cực Lạc. Con mong rằng quý Phật tử giảm nhẹ tình đời mà thêm cái lý đạo, được không quý vị? Giảm nhẹ tình đời tức là nhẹ về mặt tình cảm đi, mà nếu tình cảm đó
thì đó chính là một tấm lòng từ bi yêu thương tất cả, một tấm lòng bình đẳng, luôn ban vui cứu khổ cho chúng sinh, nhưng không để cho mình vướng kẹt vào thương ai mà khiến cho mình phải phiền não khổ đau tạo nghiệp. Thì cái điều đó chúng ta nên cố gắng để vượt qua, đàm giảm nhẹ tình đời, buông xả cái sự ái luyến nơi gia đình quyến thuộc, tạo điều kiện cho mình thường xuyên đi đến đạo tràng, đi đến chùa để học tập cái hạnh xuất gia, gọi là ly gia cắt ái, nhẹ nhàng như vậy. Rồi hằng ngày nhiếp tâm niệm Phật, tâm của mình luôn hướng liên bang cực lạc, thì thân tuy ở tại ta bà khổ, tâm hướng liên bang quyết định về. Kính chúc cho toàn thể quý Phật tử vượt qua ba thứ chướng ngại kia để một lòng nhất tâm niệm Phật, tạo nhiều công đức phước lành, ngài xả bỏ báo thân, đồng sanh Tây phương tịnh thổ. A Di Đà Phật. Con trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều